ơi, xin kính chào bà cô chú anh chị bạn kênh Hương Việt miền Tây nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay cô Sương đi mò dẹm mà chờ hơi gió á, tại vì trời đang chút mưa thì có kiểu như là có gió nó ồn á, thì cả nhà thông cảm mà lắng nghe cô Sương nha. Thì tại vì hôm nay á mẹ cô Sương thèm dẹm thì ngay lúc mà trời sắp chuyển mưa nữa thôi, thì mình dán tranh thủ mình đi mò ít con thì lên cho mẹ mình ăn. Dạ. Thì bây giờ Hương Sương mời ông bà cô chú anh chị bạn đón xem Hương Sương mò nha. Ủa, nước mét gì. Hôm nay cả nhà thấy Hương Sương mặc áo bà ba đi mò gì nha, xem thấy hôm nay Hương Sương đẹp không. Tại vì hôm bữa thấy anh nào đó mình lận kêu Hương Sương mặc áo bà ba, hôm nay Hương Sương mặc áo bà ba cả nhà xem. Ây da, dài quá à. Ôi trời, gầm luôn. Ôi, mình dán tranh thủ thôi, mình mò nhanh lên. Để một xíu nha, là cái xương ngọt trên người luôn. Gì vậy? Mẹ mình thèm cho nên mình phải đi mò thôi. Ôi, cái nhà nghe gầm dữ không? Không biết xíu là mình có bị mất mưa không đó. Ôi, được con bự nè. Đắt. Ôi, không, nhà cũng đắt nè. Ôi, mình nghĩ chắc không mưa đâu. Không mưa đâu, chứ không mưa ở đây à. Ôi, bự dễ sợ không? Một mình dữ không? Bữa nào mình xuống mình hái được bình mình lên nấu ăn ha. Nấu ăn cả nhà xem. Nhỏ chứ giờ trời vậy đó. Thì nấu một bình ăn được đó. Mình sẽ hái được bình mình làm nhà trời. Còn cái nhà thấy sau lưng của Hương Sương không? Yêu quái với tớ. Giờ mình vừa quay mình vừa hồi hộp, mình sợ mưa. Bây giờ hai chị xuống. Ôi, cái nhà coi kìa, một lông gầm rồi kìa, chết rồi. Ở nhà ơi, ở nhà đợi xíu mình lên mình lấy cái đồ và chụm cái điện thoại rồi cái. Mình mới kêu Caramel lấy cái đồ che điện thoại rồi. Chứ ướt nhẹp quá là hết quay luôn, tại sáng của Hương Sương có nhiều hơn đó. Tại vì mình quay giữa chừng mà sao bỏ cái nhà được. Cho nên Hương Sương sẽ mò hết dưới mưa cho cái nhà xem. Rồi, cái nhà biết cái ốc này ốc gì không vậy? À, người ta thường gọi là ốc len á. Nhưng con mẹ ăn được rồi. Nhưng mà chắc là khó lấy á. Được ta, nhưng không ăn được. Ốc mài dính đất không vậy? Cái miệng kìa. Chân mài nó. Mưa rồi. Chạy con mắt đầy được, miệng đầy được. Mưa rồi cả nhà ơi. Chết rồi. Đó thấy chưa, dán màu mau mau luôn. Ôi, lần đầu tiên mà Hương Sương quay dưới mưa cho cái nhà xem luôn á.
mình đang lấy cái nón lá mình chùm lỡ. Mình không chùm là ướt một cái hay là mình hết quay cho cả nhà xem luôn. Tài sản có bấy nhiêu thôi đó. Mình nhờ hên là hôm nay mò có nè, chứ hôm trước mình mò không có gì chân. Trời mưa lâm râm thì trăm có cháy. Ủa hôm nay hình như là mùa này vô 100 cái gì á. Mưa ở đây không có. Mà nhờ hơn là vô mùa hè cái nha, cho nên trời mưa nó cũng không có lạnh lắm. Nhưng mà một xíu lên bờ thì không biết. Mưa quá mưa. Thì cái cam lâu lâu kiểu như trời mưa mà nó có văng vô á nha. Thì nhà không cảm cho Hương Phương nha. Tại vì đôi khi là quay cũng không có để ý cái cam bị văng nước vô. Nè. Ừ. Nó hướng nữa nè. Cơn mưa giữa mùa. Thấy ông Sơn chịu cho ông quay giữa mưa chỉ nhà xem luôn đó. Tại vì mình quay giữa chân rồi cho nên mình quay nhà xem luôn, dán tranh thủ mau mau được một xíu nữa mình lên, mình sợ mình ngâm nước lâu quên bệnh. Trời ơi đã trời mưa rồi còn dính đất nữa. Trời ơi nước văng quá. Văng đó mình kêu ông anh vô trong đứng đó. Ở trong nó có cái cây. Rồi. Hôm nay là hôm xưa quay với một cái view là tiên vâu trời mưa. Nhưng mà quay với trời mưa thì nó cũng mé. Nhưng mà đôi khi nó có ồn một xíu á thì lắng nghe Hương Sương nói chuyện nha. Tại vì do trời mưa cái nhà. Mình dán nói chuyện lớn hết sức có thể rồi đó. Có ai muốn về tắm mưa giống Hương Sương không? Vừa tắm xong vừa tắm mưa luôn. Quá đã luôn. Hồi nhỏ là thích nhất là cái lúc trời mưa ha, chạy ra kiểu cái mái nhà mưa đổ xuống đứng ở đó đó. Mưa. Dẹp. Nè có Nguyễn Võ không nè. Ủa có trái dừa nè. Ôi nãy không dám nữa. Có nước nữa nè. Vô đây nữa à.
cái mưa giữa mùa. Mà chắc mưa một xíu à. Còn hến ở đây toàn hến đất không à. Ôi được con bự à. Trời mưa cam dễ bị ướt trơn á nha. Cam mờ. Cam bị mờ á. Tại vì nước ở dưới đây nó văng lên nè. Ô như nó hồn. Mình không cầm cái hao là hơn cái hao của mình nó trôi đi luôn. Ôi. Nãy giờ mình bị mấy lần rồi đó. Cả nhà mưa mưa giờ này mưa lớn rồi cả nhà. Thì cô Xuân nãy giờ mò cũng được nhiều rồi đó. Đây nha. Đó, lấy nhiều là nhiều nè. Nhiều đó. Đó thì bây giờ Hương Xuân cũng chết lại con gieo lên cái nhà. Tại vì trời mưa lớn quá. Mẹ Hương Xuân kêu lên rồi sợ Hương Xuân mệt á. Tại vì Hương Xuân bây giờ ngâm cũng lâu rồi. Thì cảm ơn bà cô chú anh chị đã coi hết clip. Cả nhà nhớ like và đăng ký để cho Hương Xuân ra nhiều clip nữa nha. Thì cả nhà clip sau. Xin chào.